chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh điều Đe. Thưa các bạn chúng ta đã trải qua rất nhiều đợt retrace khác nhau và gần đây thì chúng ta đã có những đợt retrace đến từ pth đến từ một cái dự án nó là zto và sắp tới đây sẽ có thêm vào jupiter nữa, rất nhiều các dự án retrace sẽ được phát ở trên mạng và chắc chắn một điều một điều là chúng ta sẽ À, cũng à, muốn là tìm được những cái dự án đi cho tích tiềm năng để các bạn có thể săn trên mạng Solana vì mạng Solana chưa bao giờ hot như hiện nay và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em rất nhiều cái dự án đi cho tích tiềm năng ở trong danh sách này chúng ta có, à, mình đã tổng hợp cho anh em à, 12 dự án đi cho tích có thể diễn ra với các dự án à, Camino, à, Maya, uh, à, Deeprit, Maxine File, Zeta, Maker và vân vân rất nhiều cái dự án khác nhau và ở đây thì mình cũng có một số dự án mình đã có chỉ có dẫn ninh một số dự án thì mình uh, dẫn các cái bài hướng dẫn kèm theo và hy vọng trong những cái dự án mình đã chia sẻ với anh em thì anh em trên kênh chúng ta sẽ có thể săn được những uh, đợt thị tích đến từ 12 dự án này và trong danh sách thì sẽ còn cập nhật bổ sung trong tương lai uh, hy vọng là anh em chúng ta sẽ uh, làm những cái dự án này để các bạn có thể uh, đón chào những đợt thị chơi tích trong tương lai Uh, bây giờ thì chắc mình sẽ chia sẻ để anh em uh, video này luôn. Đây là một cái video mà không hướng dẫn chi tiết nhưng sẽ đem lại cho anh em rất nhiều thứ và rất có thể sẽ đem lại cho anh em rất nhiều tiền bạc. Uh, cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.